Các bạn thân mến, hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn sửa TV Samsung. TV này đời cũ, nó loại đít led nha các bạn. Hiện tượng của TV là mất nguồn, không vào điện. Mất nguồn, không vào điện thì nó có rất nhiều nguyên nhân nha các bạn. Ở những video trước mình cũng đã có làm sửa TV mất nguồn của Samsung đó các bạn. Và hôm nay mình cũng sẽ làm tiếp một ban mất nguồn của Samsung nữa. Và bây giờ mình sẽ cắm điện vào thử nè các bạn. Khi mình cắm điện vào thì không vào điện nha các bạn. Đúng ra là nó có cái đèn xanh báo nguồn ngay đây. Và ở đây thì nó không báo luôn. Và bây giờ mình sẽ mở TV ra để sửa các bạn nha. TV này nó có 4 loa trước nha các bạn. Nó để là âm thanh turbo. Có lẽ là âm thanh nó sẽ hay hơn các TV khác một chút. Và bây giờ mình sẽ mở ốc để tháo nắp đít TV ra sửa các bạn nha. Với TV này các bạn không cần phải úp xuống. Các bạn để đứng như vậy và mở ốc ra rồi mở nắp ra thôi nha các bạn. Các bạn tháo ra, các bạn chú ý phải gỡ cái dây điện gài trong cái nắp ra nha các bạn. Rồi các bạn mới gỡ cái nắp ra. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái nắp xuống. TV này nó có 4 loa nha các bạn. Một bên là nó 2 loa. Đó, một bên 2 loa, hai bên là 4 loa. Với những TV Trung Quốc thì nó chỉ để giả ảo thôi nha các bạn. Nhưng với TV Samsung này là 4 loa thật nha các bạn. Đó, mình xoay lại phía sau cho các bạn xem. Đó, nó có một bên hai loa là hai bên bốn cái loa thật. Và âm thanh của nó để là âm thanh turbo, nghe nó hay hơn mấy cái tivi kia các bạn nha. Và đây là bên trong của tivi nè các bạn. Các bạn rút cái dây cắm AV bên hông ra. Và tiếp theo các bạn rút cái dây rắc của hai cái loa ra các bạn. Hai bên loa đó. Đó, các bạn bóp vào và các bạn rút cái dắt cắm đó ra. Xong rồi các bạn sẽ hai bên nó có hai cái mang cá này các bạn. Các bạn banh nhẹ nó ra rồi các bạn sẽ rút được cái bo ra ngoài nha. Đó, hai bên có hai cái miếng nhựa nè, các bạn banh ra và các bạn rút nó ra. Và đây là khối nguồn nè các bạn. Khối nguồn vào. Và đây là bên nguồn ra. Và đây là phần tháo áp các bạn. Rồi đây là con IC công suất dọc. Rồi tiếp theo đứng gần con IC công suất dọc là con sò ngang nè các bạn, hay còn gọi là sò sáng. Nó kết hợp với cụm cao áp, nó tạo ra điện cao áp các bạn nha. Và đây là con IC công suất tiến. Và đây là mặt dưới của bo TV các bạn. Bên đây là phần nguồn điện vào các bạn nha. Bên đây là phần nguồn ra. Và đây là phần cao áp. Đây là IC xử lý và hình ảnh âm thanh. Và bây giờ mình sẽ cắm điện vào, mình đo nguồn của TV xem nó có đầy đủ không các bạn nha. Rồi cái que đen các bạn kẹp mát. Và mình chấm đo trên cái đầu diode nắng 5V và 12V các bạn. Nắng 5V thì nó có không có điện nha các bạn. Còn 12V thì nó có điện nhưng mà nó là dư của trong tụ đó các bạn. Và mỗi 115V cấp cho sò ngang là không có điện. Như vậy là bo nguồn của cái bo mạch này nó không có hoạt động nha các bạn. Và đây là nguồn 220 vào, nó qua diode nắng ra một chiều và vào cái tụ lọc nguồn nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đo ngay hai đầu tụ lọc nguồn. Ngược kim rồi các bạn. Đã có nguồn vào nha các bạn. Rồi mình rồi cái que đỏ là que cộng vào ngay chân IC cũng có nguồn luôn các bạn nha. Và chân trừ điện trừ của chân IC cũng có điện luôn. Vậy là điện đã vào tới trong IC. Điện cộng trừ từ nguồn vào qua tụ lọc của các bạn đã vào tới trong chân IC.
ở trước diode nắng dòng đó các bạn. Điện 220 nó sẽ qua hai cái con điện trở cỡ 1 mê hoặc 2 mê đó các bạn. Đó, và nó theo cái đường này nó qua con diode zener và nó sẽ ghim mức 15V cấp cho IC nguồn này hoạt động nha các bạn, phân cực cho IC nguồn á. Và mình chấm mát và mình đo cũng có 15V phân cực cho IC rồi các bạn nha. Nhưng mà phần nguồn vẫn không hoạt động nha các bạn. Và đây là mặt trên của TV, bên phần nguồn nè các bạn. Điện 220 từ dây nguồn vào nó sẽ qua con diode nắng ra một chiều và qua tụ lọc. Rồi nó vòng qua cuộn dây biến áp và nó cấp cho IC nguồn các bạn nha. Và khi mình tắt điện thì nguồn không chạy thì cái dòng điện nó vẫn giữ ở trong cái tụ lọc nguồn rồi nha các bạn. Nên để an toàn các bạn lấy cái mỏ hàn á, các bạn chấm vào hai cái tụ lọc để cho nó xả hết điện qua cái mỏ hàn, để cho nó không còn điện giữ trong đó nữa, mình đụng vào nó không có bị giật và nó không có bị hư linh kiện nha các bạn. Mình đo thì thấy phần nguồn vào không có hư linh kiện nha các bạn, và mình đã thay thử IC nguồn nhưng thay vào thì vẫn y như vậy nha các bạn. Đó, đây là con IC nguồn này các bạn, mình thay thử vào thì cũng vẫn y như vậy. Và theo mình thì bên nguồn vào không có bị hư nha các bạn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra bên phần nguồn ra các bạn nha. Lúc đầu mình cắm điện vào mình đo nóng thì bên nguồn ra nó không có nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đo nguội các bạn nha. Có nghĩa là mình bật đồng hồ về đo ôm các bạn. Mình sẽ kiểm tra nguội là không có cắm điện. Rồi, mình sẽ đặt que đen ở mát nha các bạn. Mát ở bên nguồn ra này nó cách ly với mát ở bên cái nguồn vào nha các bạn. Hai bên nó cách ly hoàn toàn khác nhau. Đây, cái đường đen này nè các bạn, là cái đường phân chia mát hai bên nguồn vào và ra. Và bây giờ mình sẽ đặt que đỏ vào mát nha các bạn. Và mình dùng que đen, mình sẽ đo trên những cái đầu diode nắng nguồn ra như 5V này các bạn, là nó không có lên kim, là nó không có bị chạm, và 12V cũng không lên kim các bạn nha. Nhưng khi mình đo đúng chiều thì que đen mình đặt ở mát thì cái que đỏ mình đặt lên đầu diode thì nó sẽ lên theo chiều của diode nha các bạn, là đúng các bạn nha. Và hôm bữa ở video trước mình có hướng dẫn các bạn là cái mạch hồi tiếp để cái phần cấp nguồn cho mạch hồi tiếp để nó điều chỉnh lại cái phần nguồn đó các bạn. Đó, đây là cái phần cấp nguồn nó qua con diode nó nắng ra điện một chiều để nó cấp nguồn cho cái bên phần hồi tiếp. Thì ở video trước mình cũng có hướng dẫn cái phần hồi tiếp đó rồi các bạn nha. Và bây giờ mình sẽ đo nguội thử cái phần cấp điện này nha các bạn. Mình sẽ chấm que đen vào mát và que đỏ mình sẽ đo trên đầu của con diode nắng nguồn cấp cho phần hồi tiếp. Và đây là đo chiều thuận, chiều đúng các bạn, nhưng kim đồng hồ vẫn không lên. Và mình đo ngược lại cũng không lên. Và mình đảo chiều qua lại thì đều không lên nha các bạn. Như vậy là con diode nắng nguồn cấp cho phần hồi tiếp này nó đã bị đứt các bạn, nên đo nó không có lên. Và bây giờ mình sẽ dùng ống hút chì, mình hút cái con diode này ra các bạn nha. Mình sẽ hút một chân ra rồi mình sẽ chấm chì chân còn lại và mình rút nó ra các bạn. Đó, đây là con diode này các bạn. Con diode này nó cũng công suất nhỏ đấy các bạn, nó chỉ cấp nguồn cho phần hồi tiếp thôi. Nó cỡ 8V các bạn, cái nguồn cấp ra. Và đây là con diode này các bạn, mình có thể mình lấy trong mấy cái bo mạch cũ đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ thay cái con diode này vào các bạn nha. Mình sẽ hút cho nó trống luôn cái chân chì cũ hồi nãy mình chưa hút các bạn. Rồi mình hút trống hai chân chì, mình dùng cái kềm mình sẽ bóp cho cái chân con diode cũ này cho nó thẳng và nó khoảng cách nó ngay vào hai cái lỗ các bạn để mình ráp vào nó dễ hơn. Và mình ướm ở trên trước
cho nó lọc vào, rồi mình sẽ bỏ từ ở trên mạch trên xuống các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ lật cái mạch lên và mình sẽ gắn con diode vào. À, các bạn nhớ gắn đúng chiều nó nha, nó có ký hiệu trên cái mạch và cái khoanh trắng thì mình để theo cái chiều dấu mũi tên có cái gạch qua đó các bạn. Khi gắn con diode vào, các bạn có thể giữ một tay chống chì cho nó giữ lại, hoặc các bạn có thể bóp hai đầu nó lại cho nó đừng có tuột ra. Rồi mình sẽ dùng chì và mỏ hàn mình chấm cho nó chắc lại. Các bạn chấm cho cẩn thận cho nó đừng có chạm vào mấy cái chân xung quanh. Với những tivi sử dụng lâu năm thì dấu chân chì của nó cũng lỏng hết rồi các bạn. Các bạn có thời gian các bạn chấm lại hết thì nó cũng tốt. Và bây giờ mình sẽ đo nguội thử lại xem nó có lên không các bạn nha. Rồi, ok, tốt rồi các bạn. À, sau khi hàn xong thì nó có nhựa thông á, các bạn dùng xăng rửa cho nó sạch. Và bây giờ mình cắm nguồn vào thử nha các bạn. Và cái đèn nguồn màu xanh đã sáng các bạn, như vậy là nguồn có thể đã chạy rồi đó. Và bây giờ mình sẽ đo nguồn thử xem có đủ không các bạn nha. Mình kẹp mát và đo 5V rồi các bạn. Ở đây bình thường thì nó cầm cỡ gần 6V các bạn. Và chân dưới là 12V các bạn nha. Và đây là mối cấp cho hồi tiếp này các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bật lên đo 115V cấp cho sò ngang cũng có rồi các bạn nha. Như vậy là nguồn đã hoạt động rồi các bạn. Và bây giờ mình ráp TV vào các bạn nha. Rồi mình cắm điện vào mình thử xem như thế nào nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm cái phích cắm điện vào. Đây cái nguồn báo này các bạn, cái đèn nguồn màu xanh đã báo và mình ấn vào thì nó sẽ chớp các bạn nha. Và TV đã lên rồi các bạn. Như vậy là mình đã sửa ban mất nguồn cho TV Samsung thành công các bạn nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.